Rồi hướng dẫn làm lab 4. Project. À, chúng ta tạo theo như kiểu thế này cũng được. 00. Mã số sinh viên, số thứ tự rồi mã số sinh viên. PS17300 Bình lab 4. Nó các bạn tạo theo cấu trúc này cũng được. Mỗi lab một thư mục. Mỗi lab một thư mục. Các bạn sẽ tạo cho thầy ở đây. Lúc sáng thầy có tạo rồi. Bây giờ thầy đổi cái này thành cũ đi. Rồi thầy tạo một cái mới nha. Cái đó bỏ qua. Đây, tạo một cái mới. Coi như là chưa có gì. Rồi nhớ nhấn Ctrl S ngay lúc này và dán vô cho thầy. Chọn Save lại. Xong. Mình đã xong. Và vô. Mình nhớ cái lệnh là using namespace std luôn. Ngay từ đầu. Bởi vì cái này trước sau gì chúng ta cũng phải gõ. Cho nên gõ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm, một cái chương trình con số nguyên tố. Xây dựng một cái chương trình con số nguyên tố. Trên này hôm trước chúng ta đã mượn chương trình con là void. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chương trình con là kiểu pool để xác định số chúng ta đưa vào là nguyên tố hay không nguyên tố. Chúng ta chọn kiểu pool. Số nguyên tố. Và hôm trước hàm của mình viết là không có đối số. Bây giờ đối số của thầy là một số nguyên. Đưa vào mình đưa vào tên hàm một số và mình kiểm tra nó có phải là nguyên tố hay không. Như vậy chúng ta sử dụng cái số nguyên tố. Còn lúc nãy chúng ta sử dụng vòng lặp while. Bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng vòng lặp for cũng có thể xác định được số nguyên tố. Bởi vì hôm nãy mình đã nói là nếu như trường hợp mà chỉ cần nó chia hết một số thôi là mình kết thúc việc kiểm tra. Cho nên là bạn dùng vòng while hoặc là bạn dùng vòng for cũng được. Không có vấn đề gì hết. Thầy sẽ dùng for. Và ở trong này đối với lại si cộng thì các bạn khai báo biến y trong này nó không bị lỗi. Y bằng mấy? Theo các bạn, mình bắt đầu y bằng mấy? 2. Số nguyên là mình chỉ cần chia cho 2 thôi đúng không? Bởi vì đâu cần chia cho 1, vì một số chia cho 1 lúc nào cũng bằng dư không thì là chia hết thì đâu cần kiểm tra. Y bằng 2 chấm phẩy. Y nhỏ hơn bao nhiêu? N. À, đơn giản nhất là nhỏ hơn n. Mình vẫn có cách nhỏ hơn cái khác, nhưng mình nhỏ hơn n là được rồi. Y cộng cộng. Tí nữa tại sao mà mình chỉ cần nhỏ hơn n? Nếu mà n của mình mà chia cho y bằng bằng không thì làm sao? Trả về giá trị là phone. Trả về giá trị là phone. Return luôn nha. Phone. Đó. Như vậy các bạn thấy cái kiểu của cái function của chúng ta, kiểu của cái hàm của chúng ta là kiểu logic. Cho nên nếu mà chỉ cần n này mà chia cho một cái y bất kỳ, mà chia hết cho một cái y bất kỳ, thì mình kết luận đó không phải là số nguyên tố. Phổi. Nhưng trong cái quá trình mà chia này nè, từ 2 cho đến n trừ 1 vẫn không chia hết. Tức là không bao giờ xuất hiện dòng lệnh này. Không bao giờ xuất hiện cái chỗ mà return phone. Thì mình làm gì? Thì số đó là có phải số nguyên tố không? Không. Ví dụ mình nhập vô số 5. Ví dụ mình nhập số 5. 5 chia 2, không đúng. Bỏ qua lệnh này. Quay trở lên,
5 chia 3 không đúng, 5 chia 4 không đúng. 5 chia 4 không đúng, quay lên y bằng 5. 5 nhỏ hơn 5 sai, thoát. Vậy 5 là số nguyên tố return. True. Đó là đoạn code mà chúng ta viết để kiểm tra số n đưa vào có phải là số nguyên tố hay không. Đoạn code của chúng ta viết rất đơn giản. Tí nữa chúng ta sẽ cải thiện cái chỗ này. Cải thiện chỗ này. Để chúng ta có được cái đoạn lệnh của chúng ta ngắn hơn. Bởi vì ví dụ như là chúng ta kiểm tra số 11 đi. Thì cái y này nếu mà chúng ta đang làm thì nó chạy từ mấy đến mấy? Nếu n bằng 11. 2 tới 10. Chạy tới 10 luôn á. Nhưng mà thực chất chạy tới mấy là đủ? Có cần phải chia đến 10 không? Không cần. Nó chia đến đâu là đủ các bạn. 11 thì chỉ có chia tới 1 hoặc là chia tới 11 thôi hay. Tại 11 đâu có chia được cho bất cứ số nào đó là số nguyên tố rồi. Không. Bây giờ giả sử như là thầy nói là số 12 đi. Thì nó cũng chạy đến 11 luôn á. Nhưng mà mình đâu có cần phải chạy dữ vậy. Đâu cần chạy dữ vậy. Đến 2 à. Đến đâu? 2. Chỉ cần đến S Q R T của N là đủ. Chỉ cần chạy đến căn bậc 2 của N là đủ. Đâu cần chạy dữ vậy. Đúng không? Ví dụ như là 11 là 9 đi. 9 căn bậc 2 của nó là 3. Vậy thì 11 là chạy khoảng đến 3 chấm mấy. Chạy đến đó là vừa rồi. Bởi vì chạy đến nữa nó cũng không chia hết đâu. Bởi vì 11 thì đâu có thể mà chia hết cho 4 được. 4 16 rồi. 4 11 mà nó không chia hết cho 4. 11 chia hết nó không thể bởi vì nó có một con số chia cho 2 đi cũng được, chia đôi được cũng được. Bởi vì nó đã không chia hết cho 2 thì không thể là chia hết cho số khác. Chia hết n nhỏ hơn bằng n chia 2 đi. Đó, đó, vậy đi cho nó gọn. Bởi vì số 11 là n chia 2 là 5. Nó chỉ cần chạy đến 5 thôi. Đâu có cần chạy nhiều. Nó chỉ cần đến 5 thôi, còn nếu mà qua đến 6 thì nó quay lại nó không thể chia hết cho 2 rồi. Thì đâu cần phải chia hết cho 6 nữa. Được không? Nhà này mình giảm tải khá nhiều các bạn. Nếu bạn thử bạn nhập số 101. Có phải là số nguyên tố không? Tí nữa mình thử nha. Rồi. Bây giờ nhập vô một số. Bây giờ mình gọi nè, nhập vào một số. Scan. Scan tức là cin. À, số n chấm phẩy. Có n chưa? Có biến n chưa? Chưa thầy. Chưa nha, trong hàm main là chưa nha. Còn cái biến n này là trong cái hàm con là chuyện của nó. Không liên quan gì hết. Không liên quan gì đến hàm main hết. Cho nên trên hàm main mình phải khai báo một cái biến khác. Bạn khai báo ở đây biến A cũng được. Không nhất thiết phải n đâu. À. Rồi. Nếu như số nguyên tố của A thì kết luận CL E là số nguyên tố chấm phẩy. Kết luận A không phải là số
nguyên thủ. Rồi, như vậy chúng ta dùng là như vậy. Số nguyên tố của A, cách sử dụng hàm nếu như chúng ta trả về kiểu phân lực biên dịch không có lỗi, chạy thử, nhập vào một số 8. 8 không phải là số nguyên tố, nhập vào một số 101 là số nguyên tố. Vậy để mình kiểm tra xem thử cái vòng lặp 101 này nó chạy đến đâu. Như vậy để mình kiểm tra được thì mình in ở đây. Mình in cái y này ra xem thử là nó chạy cho bao nhiêu cái y, nó chạy đến đâu thì nó dừng. Chạy đến đâu thì nó dừng. 101. Nó chạy đi 50 là nó dừng. Tại cái chỗ này mình chưa xuống dòng ha, mình xuống dòng thì mình sẽ thấy nó rõ ràng. Đây xuống dòng chỗ này, xuống dòng ở đây đi ha. CL xuyệt N đó, mình xuống dòng một cái rồi mình mới xuất ra thì nó sẽ rõ ràng 101. Ủa sao vậy? Ừ, thiếu một dấu ngoặc. Thiếu một dấu ngoặc, nó không hiểu. Ủa, khoan, 7, đây, xuất ngay đây đi. Xuyệt N. Xuyệt N. Tại vì sao mấy đứa? Tại vì sao? Tại vì mình gọi cái hàm số nguyên tố là nó xuất ở bên trong hàm số nguyên tố là ngay chỗ if này mà. Sao mình xuyệt N ở trên được? Bậy quá. Rồi ok. Nó chạy đến 50 thôi. 50 là đủ rồi. Bởi vì qua 51 là không cần thiết rồi. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã làm xong bài số 2. Bài số 2 của lớp 4. Rất đơn giản. Và bây giờ nếu như mình in ra một cái bảng giống như vậy, mình chỉ in ra số nguyên tố 2, 3, 5, 7. Chú ý nha, cái của mình có hoàn thiện chưa thì các bạn chú ý giùm thầy nhé. Thì nhập vô số 1 là số nguyên tố. Đúng hay sai? Sai. Sai. Ok, sai. Vậy mình xử lý cái này như thế nào? Số 2 là số nguyên tố. Đúng rồi. Vậy số 1 là số nguyên tố. Sai. Mình xử lý thế nào? Tắt thêm điều kiện bên trên cái for đó là nếu n bằng 1 thì trả về giá trị false. Nếu n bằng 1 trả về giá trị false. Hay quá. Rồi, tí nữa cho thầy biết bạn là ai, thầy cần biết. Rồi, có bạn nào không hiểu không? Nếu n bằng 1 thì kết luận ngay là không phải nguyên tố, khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần tính toán. N bằng 1 không phải là số nguyên tố. Và bây giờ nếu cái đề yêu cầu, nếu đề yêu cầu nhập vào một số phải in ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến n thì mình sẽ viết ở dưới này như thế nào? Có phải viết vậy không? Không ha, mình viết lại, nhập vào một số n
và in ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến n, thì đoạn code của mình nó sẽ khác. Giả sử mình thay đổi biến n cho nó quen thuộc, biến n, biến a, biến b, biến c, biến hồng, biến nhung, biến hòa, biến thuận, biến gì cũng được hết nha. Tên người yêu, tên gì, đặt biến đó. Nhưng mà đặt xong rồi, cuối cùng quay trở lại cũng không hiểu nó làm gì luôn. Nhớ, đặt biến là phải theo ý nghĩa của biến nha, chứ đừng có theo ý nghĩa của mình. Theo ý nghĩa của mình là bỏ cẳng luôn á. Rồi, cho in tất cả các số từ 1 đến n. Khi mình nghe cái chữ in tất cả các số từ 1 đến n, mình phải nghĩ ngay đến cái việc mình dùng gì? Dũng. Con là for. À, for cho nhanh. Từ 1 đến n là mình biết số lượng lần lặp, cho nên mình dùng for cho nó nhanh. Y y bằng 1, tiếp gần vô, y bằng 1 chấm phẩy, y nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy, y cộng cộng. Đó, mình biết thầy, nếu mà in ra số nguyên tố thì phải là 2 với thầy 1, đâu là số nguyên tố, đâu có đâu xem in ra số nguyên tố. Không, cái này là sao vậy? Chưa xác định mà. Mình cứ in từ 1 đến n thì cái nào là nguyên tố thì đưa ra. Rồi, nếu số nguyên tố của ai? Của máy nào? Của gì nào? Của biến n. Nếu số nguyên tố của y chạy từ 1 đến n, mình in ra tất cả các số nguyên tố. Tìm vào biến y. Ừ, đúng rồi. Cl y cách ra cái. Rồi, hết việc. Hết việc. Chạy. Nhập vô số 100. Biết là nó bị gì không? Bị gì mà nó in ra rối rắm dữ vậy? In ra là break. Bị cái này nè. Tại hồi nãy trong cái vòng này mình thử đó, hiểu không? Tại cái lệnh CL này mình thử nó in đến bao nhiêu đó. Bị thừa lệnh đây. Chạy lại. Hai, ba, năm, bảy, mười một, mười ba, cho đến 97. Ok, được không? 200. Bây giờ mình muốn in bao nhiêu thì nó in bấy nhiêu, được không? Dễ không? Dễ dễ. Được đấy. Dễ nha. Rồi, bây giờ đến số chín phương. Ha, số chín phương. Số chín phương là lá 4 bài 3. Vậy chúng ta xây dựng một cái hàm số chín phương ở đây. Chúng ta nên để chỗ này n số nguyên tố, tập cho nó quen. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng hàm số chín phương. Kiểm tra số chín phương. Số chín phương là số gì? Số sao? Số chín phương của n. Số chín phương là số làm sao ta? Số chín phương là số có căn. Ừ. Căn gì? Căn bằng một số nhỏ hơn một đó. Số nào cũng chín phương. Số 8 cũng có gì? Căn số chín phương là số. Số chín phương là số bình phương lên bằng một số nguyên. Chưa đúng lắm. Số bình phương lên số bình phương bằng căn của chính nó. Rồi. Hơi rối. Số chín phương là số mà có một số nguyên bình phương lên bằng căn của nó. Bằng chính nó. Ví dụ 9 là có số 3. 16 là có số 4. 25 là có số 5. Đó, hoặc số chín phương là số mà có căn bậc 2 là số nguyên.
Mình có hai cách kiểm tra. Một cách là mình dùng căn bậc 2 để kiểm tra. Một cách là mình dùng gì? Dùng số nguyên. Dùng số nguyên bình phương lên. Như vậy thầy dùng số nguyên trước nha. Rồi các bạn dùng căn bậc 2, kiểm tra căn bậc 2 là số nguyên. Các bạn thử chạy cái đó cho thầy. Như vậy thì mình sẽ có một cái hàm cũng trả về kiểu full. Và mình sẽ là số chính phương. Intn tương tự như vậy. Và ở đây mình để là n số chính phương. Viết vậy cho nó quen. Trong này mình sẽ làm gì? Cũng tương tự như vậy. Mình for y chạy từ 2 trở đi. Nếu như có một cái y nào đó mà bình phương lên bằng n thì đó là số chính phương. Còn không thì không phải. Được không? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ for inti bằng 1. Tí nữa có lỗi mình chỉnh ha. Y nhỏ hơn n chia 2 y cộng cộng. Rồi. Nếu trong trường hợp mà có một số, nếu có một số y nhân cho y mà bằng bằng n thì kết luận đây là số chính phương. Thì kết luận đây là số chính phương. Return true. Return true. Còn nếu mà nó for hết mà cũng không có em nào mà bình phương bằng thì return false. Hiểu được chỗ này chưa? Hiểu được chỗ này chưa? For y chạy từ 1 đến n chia 2. Nếu có xuất hiện một cái em y nào đó mà bình phương lên bằng n thì mình kết luận đây là số chính phương. Kết luận đây là số chính phương. Và mình thoát vòng lặp luôn. Thoát vòng lặp luôn. À, mà return đã thoát rồi. Quên. Không cần phải break đâu. Không cần phải break. Bởi vì return nó break luôn rồi. Rồi, ok. Return số chính phương. Rồi, mình thử ha. Nhập vào một số. Mình đổi chỗ này thành số chính phương. Nó ra gì? Vậy còn cái gì mà nó không in được? Số mấy? Số mấy vậy? Tại sao mà số 4 nó không in? Chạy từ 1 trở đi mà. Tại sao số 4 nó không in vậy? Chỗ này nó thiếu bằng 2. Bằng 2. Bởi vì 2 bằng 2. Mà nó bỏ qua cái bằng 2 cho nên nó không in được 4. Bốn chín mười sáu hai lăm ba sáu bốn chín sáu bốn tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Được không? Được không mấy đứa? Số chính phương. Vậy là chúng ta đã làm xong bài lát bốn câu ba. Ủa vậy thầy lấy điểm hết trơn rồi, mấy đứa lấy điểm chỗ nào vậy? Menu. Menu thầy cũng làm luôn mất rồi. Giờ còn gì nữa đâu lấy điểm ta. Bây giờ lấy điểm.